Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn tân thủ tiểu yêu tầm đạo các bạn nha. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái mẹo làm thế nào để khiêu chiến dị thú xâm lược nó đạt được sát thương cực kỳ cao, đứng top luôn các bạn nha. Thì đây là mình cũng đi cóp nhặt được cái mẹo này của một bạn comment ở trên kênh của mình thì mình thấy khá là hay, cho nên là mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn nha. Mấu chốt của nó nằm trong phần tinh quái này các bạn này. Các bạn có thể nhìn thấy là hiện tại mình đang sở hữu 3 con tinh quái này. Bình thường nha, đi PK mình nghe đánh như thế. Tuy nhiên là các bạn lưu ý, nhất là em đào ngột này đi PK có thể là nó sẽ có lợi, nhưng mà mình sẽ bỏ ra nha. Bởi vì sao thì mình sẽ giải thích cho các bạn sau. Mấu chốt của nó nằm ở em quỷ tướng này các bạn nhé. Em quỷ tướng này thì gây cho địch có HP trên 60%, là tăng thêm 30% sát thương. Em thứ hai đó chính là em bảo khí các chủ này, thì em này sẽ giúp cho chúng ta là tăng 20% công sau khi bạo kích các bạn nhé. Đấy, thì kết hợp hai em này với nhau là nó cực kỳ ngon lành cành đào. Bởi vì em quỷ tướng lúc nãy các bạn để ý á, là em khi mà đi khiêu chiến dị thú xâm lược thì chắc chắn là máu nó rất nhiều, thì cái tỷ lệ trên 60% là nó rất là cao. Oánh tăng thêm 30% sát thương là khủng khiếp luôn các bạn nha. Tuy nhiên là các bạn cần phải lưu ý đến một cái điểm nữa, đó chính là các bạn có đánh đủ được 15 hiệp hay không. Do là nhiều bạn là hay ấn vào bỏ qua chiến đấu ạ, thành ra là các bạn sẽ không để ý được là các bạn có thể đánh được hết 15 hiệp hay không. Thì cái này cũng là một trong những cái sai lầm mà các bạn tân thủ hay gặp phải. Đấy, thế giờ mình sẽ đánh này. Rồi, hiệp 8 này. Rồi này, ok đấy. Lực chiến của mình tầm này là khoảng 3.400 vạn nha. Đánh đến hiệp 10 là cũng thấy ối dồi ôi đấy. Do là những bạn nào build liên kích bạo kích thì sẽ không có khả năng hút máu. Ok, 7.291 vạn nha các bạn. Các bạn nhớ con số rồi nhá. Và ngự linh thạch của chúng ta nhận được có 12 thôi. Thế giờ mình sẽ điều chỉnh về cái phần tinh quái một chút nha các bạn. Đây, mình sẽ vào mình điều chỉnh một chút này. Em đại minh vương này mình sẽ bỏ ra nha các bạn, mặc dù có bạo kích nha các bạn, nhưng mà nếu như không sống sót được thì không thua. Đây, mình sẽ lấy bọn em ông thọ thiên nhân bản đảo, sẽ có thêm cái khả năng hồi máu, hồi 50% công, nhưng mà xác suất nó chỉ 30% thôi, nhưng không sao, bởi vì nó kết hợp với cả liên kích và bạo kích ấy thì cái lượng máu hồi lại nó sẽ nhiều hơn nha. Rồi, để xem thế nào. Ok, hiệp 4 này. Rồi, xem là bao nhiêu hiệp nha các bạn. Hiệp 5. Đấy, các bạn thấy lần này là khả quan hơn. Đấy, đấy, được hồi máu nữa các bạn. Dầu, úi trà. Úi trà. Và cái cách build tinh quái này thì hoàn toàn là hợp lý với cả liên kích, thì cho nên là các bạn mang đi PK cũng được. Tuy nhiên là đi PK thì nó sẽ không phát huy tối ưu được hết tất cả những cái tác dụng của mấy con tinh quái đâu các bạn nhá. Bởi vì mấy con tinh quái, con quỷ tướng chẳng hạn, thì máu nó trên 60% thì sức sát thương nó gây ra mới nhiều. Thế thành ra là đi PK thì nó hơi đuổi các bạn ạ. Còn đi dị thú xâm lược này thì nó hoàn toàn hợp lý. Đấy, mình đã đánh hết 15 hiệp rồi. 32 ngựa linh thạch liền nha, 9.768 vạn. Tăng một phát hơn 2.000 vạn. Khủng khiếp luôn các bạn ơi. Dầu. Đấy, lúc nào cũng 9.000, hơn 9.000 vạn. Rồi, phát cuối cùng này. 36 cái ngựa linh thạch nha các bạn ơi. Yo, để mình xem vào xếp hạng xem nào. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình ở top 6 luôn này. Wow. Thật là khủng khiếp các bạn nhé. Đấy, mặc dù là top đấu pháp của mình thì không cao, nhưng top dị thú xâm lược của mình với cái mẹo này thôi thì mình hoàn toàn đứng trong top 10 rồi nha. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.